Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái code của cái dự án ONX của cái sàn Onet ha. Nhanh anh chị em, video này em sẽ làm nhanh. Anh chị vào trong Telegram, sau đó chúng ta vào trong cái con bot là Onet tab tab tab. Rồi, ở đây chúng ta nhấp vào cái mở app hoặc là menu ha, tùy mọi người. Menu, chọn xa cũng được. Mở app. Hiện tại là có hơn 2 triệu người đã tham gia cái dự án này. Một là cái cách chúng ta khai thác hàng ngày thì anh chị chúng ta dùng hai ngón tay, ba ngón tay chúng ta có thể là làm nha. Và sau đó chúng ta sẽ nhấp vào mục nhận. Ở đây sẽ có cái mục mật mã ngày. Thì cái này sáng nay em đã nhập rồi thì em chia sẻ anh chị ha. Có đầu tiên là 531, tiếp theo là 3462, tiếp theo là 167432. Anh chị nhấp. Nó là tích xanh thế này là chúng ta nhận được 2.000 cái đồng ONX nha ngày hôm nay. Đó. Ngoài ra cái nhiệm vụ hàng ngày chúng ta cũng làm để nhận thêm. Chúng ta vào cái mục farm này để chúng ta nhận ha. Cái này chúng ta sau 4 giờ chúng ta sẽ vào làm. Rồi bạn bè thì ai có giới thiệu thì chúng ta sẽ nhận cái phần này ha. Đó. Rồi cái mục quý thì chúng ta thấy ở đây có cái trường hợp đại. Thì bây giờ chúng ta đã rút được rồi thì chúng ta thấy cái biểu tượng bên phải nè. Chúng ta nhấp vào đó để chúng ta rút tiếp nha anh chị. Anh chị rút tiếp nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ rút về quý. Rút. Lúc này nó sẽ nằm bên cái quý của chúng ta. Thì đối với em thì cái đồng ONX này em sẽ để đến tháng 9 luôn. Em không có tham gia cái live pool nha. Anh chị chúng ta đây, anh chị thấy là rút về đây rất là nhanh. Do chúng ta đã liên kết rồi. Thì cái ví ONX này cũng là cái sàn ONX anh chị chưa có thì chúng ta xem cái video hướng dẫn với phần mô tả nha. Đây cũng là một cái sàn cái quý rất là tốt anh chị. Rồi anh chị thấy nó nằm ở dưới đây nè anh chị. Đó, em có số lượng thế này. Rồi, ai chưa đăng ký kênh cho một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ anh chị ha. Em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị trong cái video tiếp theo nha.